rồi cứ mỗi tuần cái lấn 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 lên, múa một hai mà nó đều rồi, mà các bộ những cái bài này là nó chọn là dẻo không à, không được gồng. Cái dịch cân kinh mấy bài trước gồng, còn bài nó cứ vậy giống người, không có gồng gì trong múa, tức là múa giống như mình múa, mới đầu là múa thuộc rồi bắt đầu tự nhiên nó có gì trong mới thấy, thấy bắt đầu đẩy cái đó lên cao là thành khí, khí xong học cao là phóng khí ra ngoài. Có người có khả năng phóng khí thì phóng ra ngoài, người phóng được thì không tập phóng khí được. Bài thái cực là nó dẫn tới phóng khí à, để cái đèn đó, từ sau để đẩy cái tắt đầu đầu kia phóng là phóng vậy đó. Thì khi mình học lên cao là mình muốn học phóng khí là học, nhưng mà phóng khí là chỉ đi có tính chất biểu diễn à, mà phóng khí chữa bệnh trong trong đông y cũng không cho. Thành ra trên mạng nó biểu diễn mấy người phóng khí chữa bệnh, mấy người đó trông theo về 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 khí công là không có nên, Đó là gì thầy, cảm tạ học đó là không phải nó phóng khí và nó chữa bệnh này kia, từ xa nó để tay vậy thôi lần kia hết bệnh. Ừ, cái đó làm được, nhưng mà trong trong khí công nó không cấm luôn, hạn chế, tại cái đó là mình cãi luật trời á, tức là cái thằng đó nó chưa đủ chuẩn, cái mày cứu nó, mày cứu nó mày đổi mạng, nếu cứu được những người như vậy là mình đổi mạng, tại vì cái khí nó vô thì nó phục thời, bởi vì ngày xưa trong truyện Kim Dung nó nói là chuyện khí qua thằng cha nó chết liền, thấy không, rồi xong ngã thằng đó sống rồi. Thành ra học phóng khí là học đổi mạng, thành ra đa số lên cao họ không tập, còn 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 lấy le đó để cho người ta thấy thấy chữa bệnh nhẹ nhẹ thấy le được, còn chữa bệnh mà gọi là thập tử nhất sinh là bệnh nó chết là không chữa được đâu. Những bệnh lặt vặt như là đau chỗ này nhức chỗ kia, giống như cái kinh phế mà không có thông, mà tao thông cái mày khỏe cái phổi. Những bệnh lặt vặt thì được, bệnh mà gọi là thập tử nhất sinh là chữa bằng phóng khí không bao giờ chữa được. Cái đó là trong cái lý do là sao nó dính tới tâm linh. Bây giờ cái thằng đó là thằng thả bom hạt nhân giết người rồi phóng khí cứu nè, nó bệnh nó tới nằm đây, hay là cái thằng buôn bán bệnh phiết giết cả triệu người á, rồi nó bệnh tới rồi phóng khí cứu nè, nó suy nghĩ là ra hiểu liền, trời nó giết là nó không cho sống, rồi mày cứu thì mày đổi mạng đi. Thử vậy cái thằng ngày xưa lịch sử của thằng cha mà Khổng Minh đó, nó ổng giết 10.000 người là ổng đúng ngày đúng giờ chết lên cứu đi. Ổng là vua, ổng là giỏi về kinh dịch tới 500 năm, thì ổng tính toán được 500 năm sau cho một người cái số mệnh một, ổng có thể bấm bấm được, ổng coi kinh dịch cho một quốc gia 500 năm sau quốc gia đó tốt hay là mạnh hay yếu, thì ổng bấm coi kinh dịch xong mới chọn nhà Hán sống trên 600 năm, còn mấy cái nhà Hán dưới ổng không có phò được. Thế nên người ta nói tại sao Khổng Minh mấy cái thằng kia nó cũng mạnh ra ông giúp nó chút, cái thằng mà đang yêu xìu vậy cho coi bói, cái thằng này là đời nhà Hán sẽ có tồn tại trên 600 năm, tao chết đi nhưng mà tao phò nhà Hán, đẩy nhà Hán lên, tao có công trong cái nhà Hán 600 năm sau vẫn còn tiếng, còn tao phò cho một quốc gia có 20 năm xong chết tao đâu có tiếng này. Ghê lắm. Rồi khi ổng xử lý ổng giết người, ổng tại vì ổng cũng vì dân tộc ổng giết người ta, nhưng giết một cái đám thổ dân nó tới khoảng 10.000 tới 20.000 người, mà thổ dân nó rất là giỏi. Ổng coi định mệnh là cái nhóm này nếu để lâu nó sẽ đứng đầu hết khu vực đó, tiêu diệt hết. Thầy đó ổng đổ mạng, khi mà ổng bắt đầu cái mạng ổng mất là ổng mới coi lại thì thua, không biết rồi. Đây là con ta được con mình. Không, ông coi ông biết là ông không thoát được, nếu mà ông không có vi phạm đâu ông thoát được, ông coi rồi ông bấm là ông giống như nó nghịch đảo quấn cái này đồ nó kẹt đó. Giống giờ bây giờ mình muốn muốn sống thì không được giết người, bây giờ anh vi phạm rồi còn sống thì ông cũng chết sớm. Khổng Minh là giỏi lắm mà còn chết sớm, ông giỏi nó nổi, ông không bao giờ lấy vợ đẹp, ông vợ đẹp làm phim đó.
Thứ nhất là phiền mình mà phiền thằng xóm, ví dụ giờ vợ đẹp thì thằng khác nó nhòm nó cũng mệt mình nữa, thì ông lựa nhỏ xấu nhất lấy nó ai vậy đó mà không đẻ con luôn. Nhiều ghê lắm cái ông cái đầu có con, nhưng mà ổng cái ý ổng là không, tức là ổng cũng có đẻ con chứ mà con không có lên, không biết là cái tài năng của ổng hút hết con cái không có lấy ra được. Mà thấy như thành các tư hạng mấy ông trùm là không giờ đẻ con mà được, không có người con nào dù Phật cũng đẻ đâu, một đứa con mà con ổng đâu bằng ổng. Phật cũng có đẻ con vậy, tất cả mấy ông trùm cũng đẻ con hết mà không bao giờ con giỏi hơn cha. Còn những cái ngành khác con giỏi, hiện nay những người mà thời đại mới con đẻ giỏi hơn cha là chuyện thường, ngày xưa không có giờ có. Bây giờ con mày nó giỏi hơn mày ha, thế bây giờ nó khôn mày, giống như nó biết xài vi tính mà hồi trước mày biết mẹ gì đó không. Thời đại này nó vậy, còn thời đại chưa xưa nó ngược lại. Ông trùng ông ra rồi ông hút hết cái năng lượng của thiên nhiên mà, của trời đất rồi. 500 năm sau có một người vậy nữa mà ông sanh ra cái đất, cái đất mà ông đang ở hút hết chất luôn. Người ta Phật ở đất khô cằn như đá, nứt hết, không ai tới đó ở được hết đó. Chúa Giêsu sanh ra cái đất đó và chiến tranh suốt ngày. Rồi ông mà mật ông Tây Tạng sanh ở Tây Tạng, đất nó khô cằn sống không nổi luôn, chiến tối ngày. Coi lại đi. Mấy ông trùng ra hút hết cái khí của trời của đất luôn, đất nứt nẻ không đi. Mà tới cái chỗ mà Phật sanh thôi, chú Hùng nó khô lắm. Không có cái khí vậy đó. Tại vì nó tạo ra một con người, nó phải lấy khí nó tạo lại. Lấy khí của đất, khí trời nó hút vô, nó tạo con người đó để nó thống trị cả vũ trụ, cả 1 tỷ người, bộ tưởng ít hả? Nó muốn quản lý một. Không có, trời đất nó sanh ra, nó lấy khí, nó hút vô, nó tạo ra cái đó ra. Thì con nói là ý là ông trời chọn đó. Chọn đó để hút vô cái đó, để ông dạy người ta. Ông có khí mạnh vậy mới chịu nổi. Tại vì khí ông mạnh, tại vì ông mạnh, ông hút, giống như ông là cục 500, ông hút được 1.000, 1 tỷ cục sắt. Còn mà 500 hút là 2-3 đứa. Giống vậy. Giống như mày giờ mà chính bản thân mình có biết giờ mày đang sống vậy. Cái mày có lực hút bạn bè được bao nhiêu thằng, có thể tri kỷ 3 thằng, còn Phật 1 tỷ người. Ai cũng thích ông hết. Còn mình giờ trong bạn bè trong công ty mà chừng 3-4 thằng chứ làm sao tới 1.000 thằng công ty thích hết. Mà công ty thích hết mình làm giống đốc mẹ. Đời nó vậy á. Ừ. Bây giờ chính mày mình cảm thấy mình cũng có cái tánh tốt tánh xấu à, nhưng mà cái sức hút của mày, hút tha lực của mày bao nhiêu bạn, nó giúp mày để mày thành công ở đời này. Thì coi lại cái bạn mà có thể khi mày khó khăn nó giúp mày để nó kéo mày lên, còn nó làm sếp nó đã kéo mày lên. Bạn có thể là sếp của mày cũng là bạn. Ở lúc mày ở học chung nó là bạn, nhưng mà ra đời làm sếp mày qua mày làm công cho nó kéo mày lên. Đó là những cái người khi mà coi lại cuộc đời mày từ giờ, từ lúc trẻ tới lớn tuổi, mày coi là thường thành công ở đời không phải chính mày đâu. Quen biết không, bạn mày hay là mày thân rồi ông nó thích mày, ông kéo mày lên. Cái chữ thích đó là bạn như là cái gì chứ đâu phải là mày. Bởi vì trong lớp này mày học trong lớp có thằng nó học dở mày ra nó giọng mày, nó do nó có gì gọi là quế nhân giúp đỡ. Còn mày đứng nè, thằng nó đứng đó, ông kia đưa nó 1 tỷ còn không đưa mày, vô mày nói sao? Nó nói tao giúp nó 1 tỷ nó làm ăn, còn mày muốn lắm mà không đưa, thì sao làm đất gì ông trời đợi. Tự nhiên nó có cái chuyện đó, nhiều thằng nó ngồi không mà tiền nó vô nha. Còn mày làm chích mẹ sáng chiều lỏ mắt không có tiền, mà cái thằng kia là tự nhiên tiền nó vô nó đi tới cũng đi ôn vụ như mày bán một tô phở đi, mày tính hết kế hoạch rồi thì mày giỏi lắm, mày quề hoặc không lỗ thôi. Còn lời là tính sau đó, cái đó làm ăn giỏi. Còn cái thằng á nó mở ra cái bu lại hút, giống như như ông bu lại hút mặt vậy, kỳ vậy đó. Mà chưa chắc nó ngon hơn mày nha. Chưa chắc nó ngon hơn mày. Mày làm ngon nó chưa chắc nha. Nó có cái gì đó khó nói lắm. Chỉ có nó gọi là cái đức đó, hút cũng nó. Nó rồi có thể trong lớp nó học dở mày, học dở nó ra nó vẫn
kiếm tiền giỏi mà kiếm tiền vô mà làm chung nhóm rõ ràng nó cũng hơn mình đâu. Nhưng mà nó làm trong tự nhiên nó đang ngồi, có thằng khác tới đưa đồ cho nó làm, nó ngồi ở đây thằng khác đưa tới đồ, không cần biết nó giỏi hay không, nó đặt hàng cho mày. Mình cũng mày cũng dụ mày làm cái nghề đó, mày bạn mày làm cái sao mình ngồi ở đây khách nó nhiều hơn mình, mà chưa chắc tánh nó hơn mình, tánh nó tốt hay xấu không có, nhưng mà tự nhiên là ai cũng đem đồ cho nó mừng rồi. Quý nhân á, mà mày làm ngon nhiệm vụ mày bày ra trước mặt cái thằng quý nhân nó tới thấy nó cũng không thèm đưa tiền cho mày làm, nó đưa thằng kia. Mày đồ mày nói gì? Nó vậy á. Nó giống như mày coi cái dịch vừa qua, tại sao trong bốn thằng ngồi có thằng bị trúng dịch chết, qua ba thằng kia mẹ nhiều lúc yếu hơn thằng kia mà nó không chết, mà cái thằng mạnh chết mới chết, mạnh đang mạnh khỏe như bị con virus nó quấn chết liền, còn cái thằng yếu hơn đồ không chết. Vừa qua tao thấy rồi, cái trong quận tư một bà là những bà là trên 60 hết rồi, cái bà nó mạnh nhất mà chết trước, virus đánh vô bà kia dính rồi ha, 6 tháng sau hết, thế cũng cùng tuổi thôi, mà bà kia yếu hơn bà nọ mạnh lắm, mà 3 tháng sau đai rồi, bà kia cũng dính mà 6 tháng sau ngồi dậy sống bây giờ. Đó, cái đó nói sao biết được, không hiểu được đó, cái đó về cái bệnh tật. Còn làm ăn vậy, mày thấy mấy ông trùm chưa chắc không giỏi, mày nó thẳng luôn, mấy ông cha trùm mấy đồng đại gia đó, mày tới gần có nó nhiều cái giống như thằng thằng Tân Hiệp Phát nó cũng có cái tánh xấu, tại sao nó làm ăn được chứ, tánh nó chưa chắc nó tốt bằng mày. Trong 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 người ta nói thằng đó tánh xấu lắm, nhưng mà lớn bởi lòng giàu á. Giờ bị bắt kệ mẹ nó, nhưng mà lúc mà lăn xấu sao nó giàu được, còn mình tốt sao 30 năm nó tánh xấu rồi nó làm giàu, 30 năm đến tốt rồi vẫn là đi vẫn làm công nhân, còn nó làm tổng giám đốc ở Phước Đức. Nhưng mà cái đó mình chưa biết, trước mắt nó chạy thì theo mình đoán là trước trước kiếp trước nó rất được đức rất là nhiều, kiếp này nó bung ra giàu vô nhưng mà nó phá đức, thành ra cuối cùng nó kéo được chừng 30 năm nó đài. Còn thằng mà làm giàu mà còn đức á, thì nó kéo đời A B C để ý vậy, thành cái đạo đức nó quan trọng. Không tin mày bây giờ mày có tiền ha, mày đi ra đường nếu mà gặp người nghèo cứ cho, nhưng mày sẽ có tiền cứ cho hoài nha. Còn mày không cho là không bao giờ có, mày không cho là không bao giờ có nha, mày cho tự nhiên nó có tiền, trời nó cho mày tiền để mày cho. Kỳ á, kỳ á. Mày để ý coi, hồi trước giờ dù ha, bây giờ mày tập thói quen, dù một một hồi trước là một trong túi một 30 mà cho 30, ngày nào hãy gặp ai mình cứ cho khoảng định mức 30, mày bảo cho thì lúc nào không có 30 hoài. Đâu có người thấy tiền dư cho lý do, rồi mày cho 6 thằng 60 rồi trời nó cũng đưa tới mày có 60 mà cho, rõ ràng cái tiền mà cho là ông trời kiếm thêm chứ không phải trích cái tiền quỹ này ra, để ý sẽ thấy kỳ vậy. Cái đó rõ ràng là ông trời cũng tích đức cho mày, tại mày làm cái đó ông cho một cái coi giống như là trúng mánh hay nó lấy tiền cho tiếp, người tưởng mình cho tiếp cho tiếp qua cuối cùng mày ổn định, nhưng mà thấy cái cuộc đời mình nó ổn định hơn là mày không có giúp đỡ người ta, rồi thấy một cái bình 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 nó lên 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 lên, tức là cất lên cất xuống nước xuống, cuộc cuộc đời mày á, dù do khó khăn cỡ nào mà nước lên mẹ thành không bổ hạm lên tao cũng cứt nó nổi theo, đủ cái cuộc sống vẫn sướng. Nó sướng vậy, nghèo cũng sạch vẫn sướng, giàu vẫn sướng, kẻ bố mày mày nước lên thì mày mày lên tao cứt cũng cứt tao lên vậy, thành ra cuộc cứt những như phiền như nhau, nhiều thằng có để ý. Đừng có tưởng thằng thằng nghèo nó khổ, nó cũng sướng, mà thấy mấy đứa thằng mày mấy đứa mà dưới lồng cống á, mấy con cá nó cũng mập ú nha, chỉ dơ dơ vậy thôi nhưng mà nó vui vẻ, còn con nhà giàu chưa chắc vui, mà mấy đứa con mấy cha nội đó, mấy thằng mày dưới gầm cầu nhà nghèo mặc sờ lõm ở trần đi dẫn cứ búi thua tối nhậu nhạc cười hỉ hả luôn, còn cái thằng nhà giàu tối đánh đụng tối ngày, mà hai thằng giàu, thằng giàu thằng nghèo, thấy thằng giàu vẫn chưa mà vẫn ngọc ú, đâu phải nó thiếu chất bổ đâu, nó ốm đâu, ngọc ú hả, nó vô nhà nó ăn giữa lúc tô cơm như cái rau nó mắm nó ăn rồi mập ú, con mình có thể nó ăn đủ, đủ thứ chất bổ vẫn rồi, mà nó mạnh chết mẹ, nó quất con mình khóc tè le luôn,
Cái đó là sao trả lời, cuối cùng là trời nuôi mấy đứa đó nữa lên nó làm giàu à. Đừng có tưởng mấy thằng nghèo vậy mình nó phấn đấu bị đi quá, lớn lên bực bung lên. Mày coi lại cái tài liệu của tụi Mỹ vậy, mấy thằng mà hồi mới sanh ra đời là con mồ côi, trong trại mồ côi, mấy nó cả đời khủng khiếp, nó quá khổ trong đó đi, anh bức anh vươn lên. Thành ra đừng có nghĩ con mình hồi nhỏ mà khổ rồi mày lo, cái khổ là cái vận để sau này nó thành tài. Bởi vì có mấy người con nhà giàu con cần tiền nó đưa tiền, đưa tiền nó đâu biết làm ra tiền, con nó thằng luôn nhá, đói chết mẹ, con mình chết mẹ, nó nói người ta ăn thèm chết mẹ, mình nhịn đói ăn lớn lên nó bực nhưng mà nó trả thù luôn. Nó làm tiền nó ăn đủ liền, là cái đó là do cái kích thích cái tinh thần đó. Còn giờ mà cứ bơ cho anh ý lại thì trong cơ thể mình cũng vậy, mày mày uống thuốc mà anh ý lại liền, mày ăn đồ bổ ý lại, giờ không đồ bổ vẫn phải làm. Bây giờ có giống như một trong công ty, một công việc lao động là bốc xếp cả, đâu phải thằng nào ăn cũng giống nhau, có chiều cần nó ăn cực nó vẫn là cũng bốc xếp vậy, có thằng ăn giàu cũng bốc xếp nhưng mà thằng ăn cực nó vẫn bốc xếp được vậy, đâu phải nó ăn cực nó bốc xếp thua mày. Kỳ lạ đấy. Thì cuối cùng rõ ràng trong cuộc đời là của những thằng ăn giống nhau, nhưng mà thằng đó là con trâu nó ăn cỏ nó cũng mạnh vậy, thằng kia ăn thịt con cọp nó ăn thịt nó cũng mạnh vậy, như con cọp với con trâu mạnh ngang nhau hút nhau ra đù, mà chưa chắc còn trâu rừng bánh không cọp, cọp chạy chết mẹ luôn á. Nó quánh với con trâu, nó quánh với con cọ ăn thịt má cũng ngang ngang, chứ đừng có tưởng nhiều lúc nhiều người đừng có tưởng là ăn nghèo là đánh không lại, thấy không, nhiều người không để ý à. Nhiều lúc cái con hôm qua tao coi clip này, cái con nai một sừng nhọn không, nó hút con sư tử chạy luôn á, nó ở thế cùng nó rồi, dù nó đánh con nó luôn, nó nổi cơn lên luôn, nó hút cọp chạy chết mẹ luôn, dí con cọp chạy luôn. Có clip là người ta nói lúc mà cái con thú mà nó lên lên đô rồi đừng có tưởng, tức là tinh thần lên cao khó giết luôn, còn nó sợ để chạy luôn, nó đứng lại nó sừng cồ lại hút. Hôm qua con trâu đó hút lại con tê giác luôn, yeah, con tê giác mà ưỡi có một sừng, mà con trâu nó chơi cái càng xuống đẩy hất con tê giác luôn, hai con tê giác chạy luôn, cũng biết loại ảnh mà nó tê giác không to mà nó nhỏ hơn mà nó vẫn hút được cả cái thế của nó, để con tê giác mày thấy cái sừng nó móc lên nó để sát đất không có được nên cái sừng nó nhảnh lên vậy nè, nó co cái mỏ xuống bụng đất rồi sao sát cái sừng nữa, con trâu nó để sừng xuống đất vậy nó xúc dưới xúc lên mẹ thật mất thế nghe thấy không, con tê giác này để vậy thôi hết rồi nghe, cái sừng nó để vậy cái mỏ nó vậy nó còn hơn lên, con kia nó để cái mỏ cái dưới này luôn thì thua nó hơn chỗ đó đó, tao để thấy chứ không phải nó hút ngang, thì dưới nó xúc lên con kia bật ngửa nó đau cổ nó bỏ chạy. Còn chứ mà hai con mà hai cái sừng mà kèm như hút thì chắc chắn không lại, hai cái sừng mà đấu vậy nè, hai cái sừng mà đấu vậy là không lại. Nhưng con trâu nó khôn lắm, nó để nhà này nó xuống dưới cái sừng đó, dưới cái móc nó không có nó không được cái càng nó vô cái sừng này, nó đưa cái càng ở dưới cái sừng đó, hút lên một cái con tê giác bật ngửa. Thấy không? Khi nó nổi sùng lên nhưng mà nó có cái thế đó. Con sâu trâu mà nó hút được con cọp được là nó để vậy, nó múc múc được cái sừng hất liền cái là lủng bụng liền á, nếu mà móc không trúng không được, nó móc trúng một cái nó dích một cái là con sư tử là mẹ chết à, đai liền á, tức là làm sao nó vô có thế, làm sao nó móc cái sừng nó dính con đó là thua, còn nó vô thế mà không nó dính là nó thua liền. Thì khi những cái con mà ta coi những clip nó thành công hầu như nó đưa cái thế trúng rồi, nó con tê giác mà đưa cái sừng tới nó xúc ở dưới xúc lên là tê giác thua liền, tê xúc lên về cái gạt về cái con kia té liền vì mất thế liền. Còn con trâu mà nó con cọp tới về nhào tới là nó xúc ngang vậy là con cọp thua liền, mà nó xúc bên này qua là không được, xúc bên là phải này. Chưa cái càng nó mất qua là lủng liền, còn mất trọc là con kia nó cắn cổ. Thành ra là toàn là kỹ thuật không á, là nhưng mình coi rõ ràng là sức mạnh của loài vật như người thôi, có phải ăn uống
có phải mày không, mày mày ăn trong tù hầu tảo bánh hơn tao khỉ về cho ăn hết cho bỏ ra quánh mấy thằng nghèo hết không, với lại có mấy thằng con nhà nghèo á, đúng đúng. Làm động nhiều Mà không biết sao á, nó trần nó không có ít bệnh mà nó mạnh lắm, nó ăn gỗ nhưng mà nó nằm con nó ăn chậu. bỏ là một, thứ hai là ảnh ảnh hơi hơi yếu, là cái ông già thấy cho bỏ liền, còn thằng kia gần chết mới cho chứ bỏ, thành ra cái sức vươn lên mạnh hơn. Ví dụ con mày mày có tiền con mày hơi giao cho uống trong trùng hạ thảo, thằng kia là gần chết mới uống một viên là đúng trùng hạ thảo thôi luôn, ảnh mạnh lắm, nó sẽ nghèo đúng. Mày ăn mày mày có tiền mày mày mày, mày ra mua đồ mua tô phở 100 ngàn liền, nó không có tiền thì 3 ngày sau nó mới mua tô ra, thì 3 ngày kia nó sức đề kháng nó chịu chịu, tới lúc cuối cùng nó quớt một chút xíu rồi nó phục liền, giống như là cái miếng miếng một gói, một cái miếng đói khi rách như một đói Đó khi thì no, đâu đó nó khác nhau cho đó đó, yếu nhẹ nó đang cần có chút xíu là anh khỏe rồi, còn người ta ăn nguyên con chưa bắt bằng cái thằng này chứ nếm một cái nó khỏe thì nó đang rất cần cái đó. Thành ra cái hay nhất là để lúc cực cực kỳ cần thiết mới đưa, tức là cũng dù là một phương pháp giáo dục cho con cái mày, đừng bao giờ nó cần mày đưa nó liền, để thuốc khi nào nó bí rồi mày mới đưa con cái đó, thì nó sẽ phấn lên lên lên. Dù con mày nó xin tiền, nó xin 10 ngàn mà cho 3, 4 ngày sau nó cho 10, vậy á chơi vậy đó, đừng đưa liền 10 10 10, đúng mày nó đưa sụt xuống rồi hồi nó mà nó bí quá mà đẩy nó lên cái rồi vậy đó, ảnh thấy rồi thằng nhóc nó sẽ tức, nó tính cái sầu nó phải làm dữ hơn. Nhưng mà con thấy tập cái tập về cách khí nhiều nó tự nhiên không phải cũng như tâm linh Đó, nó công tại vì khí con nó dính tới lông linh, biết tại sao không? Thứ nhất mà khí mày mạnh rồi, khi mày tập, mày là một người bình thường mày tập khí nó lên một cấp thì cái đức mày phải kèm theo nhé. Ví dụ bây giờ ha, thường thường mày đang yếu mày tập mạnh lên, cái dục mày mạnh mày tinh trùng mạnh lên, mà cái đức mày không có thì mày đi chơi bời, còn cái đức nó nói thôi ủa làm gì hại hại đàn bà, thấy không? Tội nó nhỏ gái gú tội nó, thôi tao kềm chế, thì bắt đầu anh luyện cái bài thứ hai nó hút cho liền, giống vậy đó. Giống như bây giờ mày học lớp 8 thì muốn lên lớp 9 thì phải đọc lý thuyết lớp 9, mày học một năm lớp 9 mày lên lớp 10 chứ làm sao mày nhảy cái bậc lên được, thì học lý thuyết tức là học cái giáo dục đó. Học những cái đạo đức của con người nó dạy cho mình để mình đưa cái thân mình lên cao, còn không thôi sụt xuống. Thì trong Phật giáo nó có 5 cái điều răn, giống như không được sát sinh, không được nói dối láo, không được xì ke ma túy, không được ăn cắp, đó là những cái tánh đó. Khi mà không có cái tánh đó thì mới luyện được cái này, chứ không ăn cắp tức là mày không có tham, mày không sát sanh tức là mày không ăn thịt, thì tánh mày không có nóng, dụ dụ gì khi mà giảm đó mày luyện cao được. Ví dụ cái bài bài khí công đó mày ăn thịt nhiều tập được nào, ví dụ vậy. Rồi cái bài đăng khí công đó là mày tập nhiều nó sẽ mạnh tình dục, thành ra mày mày phải giảm dục thì mày tập nó lên cao được, không thôi xì ra hết nó. Thành ra cái đó là nó kèm theo, thành nó gọi là, thành ra khi mà tập khí công mày sẽ biết mày ở mức nào rồi mày không thể lên nổi. Thì tại sao nó vậy, tại vì khi mình nhìn vô bàn cờ tướng mày là con chốt hay con gì, làm sao mày nhảy lên con khác được. Thì mình ví dụ cuộc đời mày là bây giờ mày thấy cuộc đời mày 30 năm mày không bao giờ kiếm trên 10 triệu thì biết cuộc đời là không thể vượt 10 triệu, thì mày sống vậy đi, nhiều thằng nó vượt qua là chết liền. Cái nào về tiền về tình cũng vậy, thì cuộc đời mày chỉ lấy được một vợ, mày lấy hai là mày chết, phá tán gia bại sản thì mày không biết, là mày phá luật là mày chết, thì một là một thôi. Xong nó về tình cảm, tiền ví dụ mày sức mày kiếm được 15 triệu hay 50 triệu tới đó thì mày thấy cố lắm nó cũng lên, là biết trời nó biết tới đó là đủ, đừng ham, mày muốn hơn là phải làm bậy thì mày vô tù bị bậy bạ lên phá, đó là cái tiền cái tình chứ sức khỏe không vậy. Vậy mày tập bài nào nó hợp mày mày tập, chứ phải tập hết đây là quý sơ sơ hết, như các bạn nó học tập nhiều trong 10 bài thì phải một bài mày thiệt giỏi nhất thì nó kéo cái bài kia lên, hiểu vậy mới ra.
nó giống như tài năng mẹ trong lớp này, tất cả các môn học mày có một môn nào giờ mày giỏi nhất thì mày mới tồn tại không thôi, mày đứng bét lớp thì sao, ít nhất phải toán giỏi 10 điểm hơn cái thằng kia, mà thằng kia văn nó 10 nhưng mà mày văn mày zero kệ mẹ, nhưng mà toán được mới, mày cũng có chân mà đứng như tụi nó, còn trong 10 môn mà không nhất môn nào là mày thua liền. Thành ra trong tất cả thi công phải giỏi một môn, trong lớp học mình phải giỏi một toán hay lý hay hóa, chứ không phải tất cả các môn. Còn cái thằng trùm nó giỏi thì tự nhiên rồi, thằng đứng nhất nó giỏi nhất cả lớp mày, tất cả các môn nó giỏi hết. Còn mình bây giờ mình vô tự nhiên có môn mày thích, không thích cái môn mày thích là mày đi lên, cũng như ra ra đời thằng nó tại sao nó làm nghề bất động sản, thằng đó là người kinh doanh buôn bán, nó thằng đó là ngồi tối ngày cứ cứ mài 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 ruột xe, phá phá ruột xe tối ngày, nó vẫn vẫn thích làm. Mày đừng chửi nó là khổ, thằng rửa xe tối ngày nó cực lắm, không không đi buôn bán online, má nó vẫn nói rửa xe, nó rửa cho anh năm suốt tháng, nó vẫn đu nuôi nuôi vợ nó con. Ở thằng sửa xe mà tối ngày nhớ mẹ về dính nhớ mẹ thúi quắc, nó vẫn chịu mấy chục năm, còn mình dính cái là muốn tắm à. Nếu ở giờ giờ nếu tại sao là mày chịu không nổi thì nó chịu nói, nó 40 năm mình nhớ từ sáng tới chiều, về hồi rình vậy mà sống vẫn có vợ có con, đâu phải vợ nó chê mùi nhớ đủ thế ra nó vẫn sống được. Rõ ràng là cái người nào việc nghiệp nấy, không có cái nghề nào hơn nghề nào, nghề ăn mày vẫn cũng làm giàu được chứ không phải. Hello. Ai đó? Sao gì sao nó nói gì? Nó nói sao nó hỏi vậy thôi, sao nó tắt luôn rồi. Không mà mình tập bộ chi phí mình không là mình làm việc ngoài xã hội cũng không có thể Đương nhiên. nghĩ là thấy cũng cứ chạy như tâm linh Đương nhiên, tại vì cái môn này là môn tu hành. Cái môn này là của mấy ông trùm, mấy ông tu hành không à. Khi mày tập cái đó thì cái nó tự nhiên nó giống như là mày mày không phải ngồi niệm Phật, tập cũng là tu. Giờ mày gặp ngày tiếng hơn mày làm bậy không? Mà tập cái này là mày khỏe ra. Khỏe ra tức là mày kiếm cái tốt rồi. Tức là mày làm điều thiện rồi. Mày kiếm điều thiện tức là cái thiện nó tới. Nó chuyện bình thường, còn như tập đánh lộn người ta là giết người thôi, nhưng sao nó tới được. Quất một cái cho bể óc, mấy tập gì kỳ giống cái bể óc. Không hết thì cái tinh thần Đương nhiên thì ra tự đâu mấy đây mấy cái đứa mà thằng có thằng chạy pháp thì vui lắm, thầy ơi hỏi sao vậy mẹ em học thầy có mấy thằng quý nhân phụ trợ nhiều lắm, đi xe lúc nào cũng có bo nói vậy, ở giúp chở không ai cho tiền vợ cho bo nói vậy, nó kỳ lắm. Hồi trước em chạy Grab là em có nhiều đưa nhiều, bây giờ em tập thi công chừng mấy năm sau không đi ra đâu, ai cũng cho tiền thêm hết, đỡ cực hơn nhiều, người ta giúp đỡ mình nữa. Giờ mối nha, mỗi ngày con cứ ghé chú con đón chú đi là mỗi tháng đi được, hay là đỉnh đỉnh là tháng có mối, không cần đặt tổng đài kêu nữa. Khi mà khi không có khách thì con bật tổng đài, còn có khách là mối thôi là được, là ngang số tiền của tổng đài cho cái người mối. Nó có cái ông ha, mỗi sáng có bà đó sáng nào phải mua tôi 2 ly cà phê, thấy không, thì nó có mối rồi khó cần nghe, cái sáng cứ thét cà phê đó tao trả tiền mà tao cho qua luôn. Rồi có người đó là sáng thì đúng giờ đó mà đem tao tô phở, họ ăn một tô phở suốt đời luôn, có nhiều kỳ kỳ nó còn là ăn cà phê suốt đời, sáng nào cũng phải phở, sáng nào cũng cà phê, thì nó có mối vậy. Cái thằng đó ủa sao mà chị khác mà sao không ai gọi mày mà mày đi được mối. Hồi trước là ngày nào cũng phải mở điện thoại đi lấy mối, bây giờ không mở, cái số người nuôi nó ngang như kia. Nhưng mà nó có lợi thứ hai, nó nói tao là cái gì, nó mặc cái đồ của Grab á, nó giảm nhiều cái khó khăn khi gặp công an. Những cái tổ chức của nó mà mày đụng tới nó cũng khó lắm, công an nó cũng du di cho mày chút xíu, dù mày chạy nhanh quá thì ngừng ra là thằng công an nó cũng chăm chú, tức là theo mình đoán là có thể nó cũng có rơi nhau á. Nó là vậy á, không có thể là bên trong cũng có giúp đỡ gì lẫn nhau á, hoặc là nó cũng có tâm lý giúp mấy thằng này khổ đó vậy đó. Thành ra cho nó
cái nhiều lúc là nhiều thằng nó còn nói khéo thầy thầy sao em đưa cái đáp cho thầy chi vậy, thầy đi nó không bị phạt đâu. Nói thầy cứ mặc áo đó thì chạy đi, lỡ nó có cái quét một cái đó cũng tha thầy à. Hỏi sao mày nghe mày đi học sao lúc nào mày ráp vậy, trời ơi đỡ lắm á. Tao nhiều cái rơi rồi đó, tao mới biết tức là có cái tổ chức của nó, mặc cái áo vô nó đỡ hơn là mình mặc đồ civil à, nó hay vậy đó. Thôi mình phải chỉ cái bài thứ ba cho mày, nó thành ra đời có nhiều cái mình không có biết.